chị ơi, chị, cho chị điện thoại này nè. Bao nhiêu tiền thế? Miễn phí ạ, cho chị luôn á. Người gì kỳ thế nhỉ? Chiếc điện thoại này mới tinh nè, và dễ thương nữa, may ghê. Bảy giờ sáng rồi hả? Muốn ngủ thêm quá. Cái gì? 5 giờ sáng? Chiếc điện thoại xoay ngược thời gian. Không đời nào. Ô tuyệt. Giờ thì mình ngủ đủ rồi. Cảm ơn bé điện thoại nha. Trời, mình sẽ trông đẹp hơn nếu mặc chiếc đầm đó. Wow. Wow, đỉnh dữ thế. Dọn dẹp mệt muốn xỉu luôn. Mình sẽ gọi Bradley. Chào Eva, chào. Đang ở công viên nè. Sao, có gì không? Hay quá, vui vẻ nghiêng. Tạm biệt. Mình cũng muốn đi công viên nữa. Chuyện gì thế này? Eva. Ồ, Eva. Cậu đó à? Sao nhìn lộn thưởng quá vậy? Thiệt là hay. Mình sẽ đi dạo luôn. Eva thiệt kỳ cục mà. Ồ, có tin nhắn đến. Tối nay chúng ta hẹn hò nha. Wow, mình thích hẹn hò. Nhưng nên mặc gì bây giờ? Cần món nào thời thượng nè? Không, bộ nào tao nhã hơn? Không, bộ nào sáng màu chút đi? Ồ đúng, đây rồi. Nhưng chẳng ai đến cả. Cái gì? Chiếc điện thoại. Ăn diện quá đi. Sao lên lịch hẹn được vậy? Tiếc thế khỏi thầy. Cậu nói cái gì? Mình chẳng thể nghe được gì cả. Ồn ào quá đi. Đợi chút nha. Để chế độ im lặng. Rồi được rồi nè. Kể nghe coi. Hôm nay đi mua sắm thích thiệt đó nha. Mình dùng hết tiền luôn rồi. Chà. Điện thoại ơi, mình cần nhiều tiền. Ồ đúng rồi, hiểu nghiệm rồi nè. Dạo rồi. Cà phê đã xong rồi đây. Mùi thơm quá đi. À, quên bánh quy rồi. Giờ mình đã có bữa sáng. Ồ, cà phê nguội mất rồi. Có bếp từ á hả? Ồ, nóng ghê. Đoán là mình có thể dùng để hâm lại cà phê. Wow, được rồi nè. Ôi, nóng quá. Mình thích như vậy lắm. Mình đói quá. Đặt đồ ăn thôi. À, đến rồi. Chào. Bánh pizza Ý siêu ngon, vừa lấy từ lò ra cho chị đây. Bánh pizza hả? Không muốn tẹo nào. Thèm sushi cơ. Cái gì? Giao sushi đi. Yeah, cảm ơn nghiên. Tiền ạ. Ồ, điện thoại giúp mình nữa đây nè. Đây ạ, đủ chưa? Ồ, đủ rồi, cảm ơn nha. Mình muộn mất tiêu rồi, phải đi nhanh lên. Ôi không, mình quên chìa khóa rồi. Ở đâu được ta? Không có. Ở trong hũ giống như lần trước hả? Mình có ý này nè. Tăng độ sáng màn hình lên. Đây rồi. Giỏi lắm, điện thoại Sherlock. Có quá trời bộ phim hay vừa ra mắt luôn nè. Wow, Cruella. Mình hy vọng gặp được chị ấy quá. Không thể tin được. Cruella thiệt kìa.
cảm ơn điện thoại nghe. Em đã quyết trở thành một nhà thiết kế ở trường tiểu học và trang trí lại căn phòng thành màu hồng đó. Không có ý gì đâu, nhưng chị phải đi liền. Buồn ngủ quá. Nếu mình dùng điện thoại lần nữa, nhưng bằng cách khác thì sao? Được rồi, mình đã mặc đồ ngủ. Cảm ơn điện thoại nha. Ô không, còn sớm quá đi. Điện thoại, quay ngược thời gian như ngày hôm qua nha. Chuyện gì thế này? Mặt trời bị làm sao thế? Điện thoại làm mọi thứ bình thường lại đi. Bây giờ không được, mình làm sao đây? Mình nghĩ mọi thứ đã ổn rồi. Điện thoại, nghe nè, mình sẽ mặc màu be ngày hôm nay. Nè, hôm qua mặc màu đỏ rồi mà. Màu be cơ. Cái gì? Đỏ nữa hả? Được thôi, băng keo có thể giúp. Mình chọn màu be và mình sẽ dán lại. Ô không, nhà giam Trương Trương hài quá đi. Coi mà cười không ngậm được miệng. Wow. Và giờ mình sẽ đọc sách. Động đất đó hả? Mình đang ở đâu đây? Phòng giam ư? Ô không, cứu mình với. Ai lá vậy ca? Chắc là nghe lộn. Ly cà phê thơm ngọt ngào. Dừng lại, có gì đó sai sai. Bàn nghiêng ngả rồi nè. Chân kia ngắn hơn chân còn lại. Điện thoại, làm chân kia dài hơn đi. Xem nào. Ô không, chân mình dài hơn rồi. Mình nên lựa hiệu ứng nào đây ta? Này hả? Không, này cơ. Điện thoại, mình sẽ lấy hiệu ứng này nha. Cái gì? Đâu muốn mặt nạ thiệt đâu. Không bôi tẹo nào hết trơn á. Câu chuyện này hài thật nè. Ồ, cà phê của mình lạnh rồi. Điện thoại ơi, hâm nóng lại nha. Nhưng chiếc điện thoại có kế hoạch khác ở trong đầu. Ồ, đông đá luôn rồi. Biết gì không điện thoại, mình cũng thích cà phê đá nữa. Chiếc điện thoại ngu ngốc, quá đủ rồi đó nha. Tới lúc đặt chiếc điện thoại mới rồi nè. Không được, không thể nào. Mình phải mua điện thoại mới bằng mọi giá. Quá đủ rồi đó nha. Điện thoại mới nè. Gói hàng của chị đây. Cảm ơn, của anh nè. Yeah, cuối cùng cũng có chiếc điện thoại bình thường mà không có mấy chức năng kỳ cục kia. Gì nữa? Lại nữa hả? Sao mà bỏ nó bây giờ? Ở đây ồn quá đi à. Sao có thể ồn như vậy được? Chờ đã, để mình tắt tiếng nha. Ủa? Mọi thứ hỏng rồi. Điện thoại kia. Những con sóng xanh và bãi cát vàng thật là đẹp quá đi à. Ước gì mình có thể đi bơi ở biển lúc này. Ủa ư? Chào. Đồ ăn của chị nè. Cảm ơn. Chị ơi, tiền ạ. Ồ, đúng rồi ha. Điện thoại ơi, cho tiền với. Cần gấp. Trả tiền đi chị. Chờ chút nha. Không có tiền thì khỏi ăn đi. Em ăn nó luôn vậy. Thiệt không công bằng mà. Mình sẽ chỉnh sửa tấm hình lại chút và đẹp để đăng lên. Thử giảm vòng eo mình nhỏ lại. Thêm chút nữa. Không biết mình nhìn như nào với bụng bự nhỉ? Không tệ lắm. Cái gì? Không, không, không. Bỏ hết đi, ngay bây giờ. Điện thoại à, đừng làm như vậy nữa đó nghe chưa. Đủ rồi, chẳng thể chịu đựng nổi nữa.
Tạm biệt điện thoại ngu ngốc. Thú hồn vô vía. Không, không, nó trở lại rồi. Tại sao vậy? Bạn thích video của tụi mình không nào? Hãy để lại bình luận bên dưới và cho tụi mình biết bạn sẽ làm gì với chiếc điện thoại đó nha. Và đừng quên nhấn thích video này, theo dõi kênh của tụi mình và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới hài hước từ kênh Trôm Trôm nha.